Nhắc đến mùa thu ở Nhật thì ai cũng nghĩ ngay đến cây lá đỏ. Nhưng bên cạnh đó còn có một đặc sản không thể bỏ qua, đó là hạt dĩa. Cứ đến các lễ hội mùa thu thì chúng ta sẽ thấy những gian hàng hạt dĩa rang nóng hổi, những thời tiết gió lạnh. Loại hạt dĩa mà mình đang nói tới, tiếng Anh gọi là chestnut, tiếng Nhật là kiri. Chứ không phải là hạt dĩa này, hạt này hả, cực kỳ đắng luôn, người mình không có ai ăn hết, chỉ có sóc mới ăn thôi nè. Ở Việt Nam nếu muốn đề cập đến chính xác là hạt dĩa này thì người ta sẽ gọi là hạt dĩa Trùng Khánh. Trùng Khánh là một huyện của tỉnh Cao Bằng, nơi có đặc sản rất nổi tiếng là hạt dĩa. Cây thì có tán lá rộng, bắt đầu ra hoa vào mùa hè. Trên đường mình đi làm thì có nhiều cây rải rác, lẫn những cái vườn cây hạt dĩa của nông dân. Khi các cây này đồng loạt ra hoa thì mình thấy mùi hơi hơi khó chịu. Khi quả chín thì sẽ tự rụng xuống đất và tách ra để lộ hạt bên trong như thế này. Mình chỉ việc nhặt về và phải lưu ý hết sức cẩn thận vì gai nó rất là cứng. Vỏ cũng cứng lắm nên mình sẽ dùng dao để khứa ra trước. Luộc khoảng 15-20 phút cho vào lò nướng. Nếu nướng thì vỏ sẽ dễ tách ra và mùi cũng thơm hơn nữa. Thơm hơn không? Thơm. Thơm. Thơm mùi khoai lang lùi á. Ừ, ngọt á, nghe mùi ngọt ngọt á. Nè, cái vỏ nó bị ném ném lên điên nè. Vị của hạt dĩa này ăn rất là ngọt, bùi, béo, thơm. Mà ăn ăn không thì sẽ cảm thấy hơi khô. Cho nên nếu mà kết hợp uống với sữa chua hay là nước ép rau củ quả là số dách luôn nha.